Công an tỉnh Nam Định đã triệu tập đối tượng Trần Quang Hải, 29 tuổi, trú tại xã Tràng An, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam để điều tra về việc tung tin thất thiệt. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Hải khai nhận mục đích tung tin đồn là để kiếm 200 đồng mỗi lần có người click chuột đọc tin. Đối tượng Hải đã sử dụng tài khoản Facebook để chia sẻ thông tin lên trang mạng giao vặt Nam Định với nội dung Nam Định thảm sát trong đêm, 8 người trong một gia đình thiệt mạng. Kèm theo đó là hình ảnh lực lượng công an đang khám nghiệm hiện trường một vụ trọng án. Ngay sau khi bài viết này được đăng tải, đã có rất nhiều lượt chia sẻ cũng như bình luận gây xôn xao dư luận công an tỉnh nam định đang tiếp tục củng cố hồ sơ đề nghị với sở thông tin truyền thông nam định có hình thức xử lý chủ trang ra vào nam định vì không kiểm soát chặt nội dung